Han Hyo-joo, mỹ nhân cười đẹp nhất xứ Hàn, trở lại màn ảnh sau 5 năm im lặng cùng Park Seung-hoon. Theo báo cáo độc quyền từ Yougang Sport, vào sáng 24 tháng 3, một đại diện trong ngành công nghiệp truyền hình tiết lộ, Han Hyo-joo quyết định xuất hiện trong dự án Happiness. Đáp lại báo cáo trên, đại diện công ty quản lý PH Entertainment lên tiếng làm rõ, Han Hyo-joo đang tích cực xem xét lời đề nghị đóng vai chính. Happiness là bộ phim kinh dị về ngày tận thế, diễn ra trong thời điểm mà các bệnh truyền nhiễm đã trở thành bình thường mới, là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi để nói đến một thứ bất thường nhưng lại trở nên bình thường sau đó. Trong một căn hộ mới xây ở một thành phố lớn, nơi các tầng cao được bán chung và các tầng thấp được cho thuê, bộ phim mô tả cuộc chiến tâm lý tinh vi và sự phân biệt giai cấp xảy ra. Thành phố chạm đáy khi một ngày tận thế sắp xảy ra dưới dạng một loại dịch truyền nhiễm mới, trong đó người dân phải chịu đựng cơn khát không suy giảm. Han Hyo-joo đang đàm phán để đóng vai Jun Se-bom, người lớn lên trong một gia đình bất hạnh. Jun Se-bom là người quyết đoán và có khả năng phán đoán nhanh, và cô ấy là kiểu người đưa mọi thứ vào hành động ngay khi cô ấy đặt tâm trí vào nó. Phương châm của cô là sống thoải mái trong thế giới phức tạp, nhưng cô ấy thực sự là một nhân vật có thể ôm hận. Park Seung-hoon sẽ đảm nhận vai Jung Ji-hyun, một thám tử tội phạm bạo lực, đồng thời là bạn học và là người chồng già của nữ chính Jun Se-bom. Ở trường trung học, Jung Ji-hyun đã dẫn dắt đội bóng của mình giành chiến thắng tại giải bóng chày cấp trường và được chọn vào vòng 2 ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, anh phải bỏ bóng chày vì chấn thương đầu gối và chính sự thông cảm, dũng cảm của Jun Se-bom đã giúp anh trở lại với niềm đam mê của mình. Happiness chính là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Han Hyo-joo sau 5 năm kể từ drama ăn khách hai thế giới của đài MBC phát sóng vào năm 2016. Khán giả đang mong chờ một sự chuyển đổi diễn xuất mới của nữ ngôi sao chưa được thể hiện thông qua Happiness. Lần tái xuất này, khán giả hy vọng sẽ được thấy khả năng diễn xuất ngày càng thăng hạng của mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất xứ Hàn. Bên cạnh đó, netizen đang trông chờ vai nam chính sẽ về tay Lee Seung-gi, đánh dấu màn tái hợp của cặp đôi đình đám trong Người thừa kế sang giá. Bộ phim sẽ được sản xuất bởi Studio Dragon và được dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm 2021. Đầu năm nay, Han Hyo-joo đã kết hợp cùng với nam diễn viên Byun Yoo-han trong bộ phim điện ảnh hành động The Sun Does Not Move. Đây là câu chuyện xoay quanh cuộc đấu trí nguy hiểm giữa các đặc vụ đến từ các quốc gia khác nhau để có thể lấy được thông tin bí mật về năng lượng của kỷ nguyên mới. Dự án này do Eiichiro Hashimi làm đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết của Shuichi Yoshida, tác giả của Re, tiểu thuyết được chuyển thể thành phim và gặt hái được nhiều thành công ở Hàn Quốc. Với thực lực và nhan sắc của mình, Han Hyo-joo nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và được mọi người ưu ái gọi là mỹ nhân cười đẹp nhất xứ Hàn. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp thì cô lại vướng phải những tai họa do chính bản thân gây ra, gây ảnh hưởng cực lớn đến hình ảnh của cô xây dựng bấy lâu nay. Năm 2014, em trai của Han Hyo-joo bị buộc tội có liên quan tới một vụ ngược đãi trong quân ngũ. Trong khi đó, cô còn từng là đại sứ thiện chí của lực lượng không quân Hàn Quốc, khiến người dân phẫn nộ, thậm chí còn tẩy chay cô, gây không ít khốn khó đến cho nữ diễn viên. Không dừng lại ở đó, một thời gian không lâu sau, cô còn vướng phải scandal tình ái của tài tử Lee Byung-hyun. Dù là người ngoài cuộc, nhưng Han Hyo-joo lại chung công ty nên cũng bị vạ lây khiến không ít nhà đài, nhãn hàng quay lưng với cô. Thời gian sau, vận đen vẫn theo đuổi cô với rất nhiều scandal không đáng có, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với những vai diễn, những bộ phim mà cô từng tham gia vẫn để lại không ít cảm xúc, ký ức đẹp cho người xem. Ở tuổi 34, Han Hyo-joo vẫn đam mê nghiệp diễn, độc thân, chưa từng công khai hẹn hò cùng ai. Dù tham gia đóng phim truyền hình khá ít, nhưng mỗi tác phẩm của Han Hyo-joo đều để lại những ấn tượng đặc biệt sâu sắc trong lòng mỗi khán giả.